Ủa, gì vậy hả anh? Nhân tiện gặp cô ở đây, xin nhờ một việc. Trong đêm xảy ra án mạng, đã có vài cơn mưa nhỏ, nhưng cũng hy vọng là sẽ tìm kiếm thêm được cái gì. Anh Nhân, anh qua bên kia xem xét lại hiện trường đi. Dạ. Hai anh nghĩ sao mà xin sếp để trưng cầu giám định vậy? Sao? Không đúng thủ tục hả cô Mai? Ở đây không phải là vấn đề thủ tục. Chứ là cái gì nữa đây? Làm sao để mà có kết quả chính xác được? Đây là ý kiến của anh Sáu. Bây giờ chỉ còn có một cách. Sao? Cách nào? Nói thử xem. Chúng tôi hoàn toàn không muốn cô buồn, nhưng vì tính chất của công việc buộc chúng tôi phải quay lại từ đầu đến cuối. Một cách cụ thể và chi tiết, càng cụ thể, càng chi tiết càng tốt. Vậy cảm phiền cô ghi lại tờ tường trình này một cách thật kỹ, để chúng tôi có đủ cơ sở làm rõ vụ bọn cướp làm nhục cô. Sao rồi đồng chí Mai? 2 tiếng nữa hả? Phúc, em viết xong rồi nè anh. Tình hình là như vậy, biên bản trưng cầu giám định đã có rồi. Cô Mai à, chúng tôi cần sự hợp tác của cô và tất cả mọi người. Mong rằng cô hợp tác hết sức nhiệt tình và trung thực. Còn việc cô khai bị bọn cướp cưỡng bức, chúng tôi có chút suy nghĩ. Nghĩ là sao? Cô khai không trung thực. Có gì là khai không đúng sự thật? Biên bản giám định cho thấy cô đã có quan hệ từ rất lâu, và hôm ấy không hề có dấu hiệu của sự cưỡng bức. Nhưng em nói thiệt mà. Cô Mai à, tôi mong rằng cô suy nghĩ lại và hợp tác tốt hơn. Anh Việt, sếp gọi anh gấp. Cậu lại đây. Cậu đọc đi. Vợ cậu mới gửi lời hồi sáng. Chứng ác một cái, cậu gửi cho anh Xuyên ở phòng tổ chức. Họ mới gửi qua tôi đó. Thôi, cậu về nghỉ đi. 15 phút nữa lên bàn giao vụ án tổng kho cho Thông. Tôi đã điện cho Thông rồi. Nhưng mà... Không nhưng nghĩ gì hết. Đây là lệnh. Em không thông cảm cho anh sao? Tại sao tôi phải thông cảm cho anh? Trong khi anh chẳng ngó ngàng gì tới tôi. Anh cưới vợ và chỉ xem vợ là người coi nhà thôi, đúng không? Xem lại nói vậy. Tôi nói không đúng hả? Tết nhất á là dịp gia đình đoàn tụ. Anh có coi gia đình tôi rái gì đâu. Tôi kêu anh á nhín chút thời gian chở tôi về thăm nhà, vậy mà anh đi mất biệt tới hôm nay. Tại vì anh làm án mà. Mà vụ án này rất quan trọng. Anh em ở cơ quan ai cũng phải trực chiến 24/24.
chứ đâu phải mình anh đâu. Vậy thì mình chia tay là hợp lý rồi đó. Bây giờ anh ký đơn ly dị, tha hồ mà lấy vợ. Mà vợ của anh á hả, cũng chỉ là công việc, là án thôi. Ai mà nhìn thấy cảnh của tôi rồi dám lấy anh mới là lạ đó. Mày ơi mày, mày ơi mày, mày ơi mày, mày. Chú Tư. Chú kiếm con hồi nãy giờ. Dạ. Xuất thuốc cho chú đi. Lấy thuốc gì giờ này chú Tư? Thủ trưởng đi công tác sớm, giờ này không lấy thì giờ nào mới lấy hả mày? Vậy hả chú? Ông đi Đà Nẵng để chúc Tết và sẵn dịp chào sản phẩm với đối tác. Ủa, ai vậy mày? Dạ. Chà, con nhỏ này ha. Dám đưa cả bạn trai vào chỗ làm ha. Mày quá đáng lắm à. Dạ, chú Tư ra ngoài phòng bảo vệ ngồi uống trà đi. Lát con đem ra. Thôi nói vậy thôi chứ tao không làm phiền chuyện tụi mày nữa. À, thôi đi làm việc đi mấy chị. Tôi tưởng chuyện này có gì đâu chú. Con đã nói với chú rồi, chú làm ơn khai thiệt, khai hết giùm con. Chú đừng nghĩ là chuyện này quan trọng hay chuyện kia không quan trọng. Kẹt cho tụi con, khó xử lắm chú Tư. Chuyện tế nhị mà chú. Tôi hỏi chú, một vợ ba con như tôi, lương không đủ ăn thì làm sao nuôi nổi người khác. Tôi tưởng chuyện này đâu có gì đâu. Thợ may thì ăn giải mà, thợ hồ thì ăn công. Huống hồ tôi lái xe cho tổng kho thuốc, tôi kiếm thêm chút đỉnh mà chú. Vậy chú cảm phiền khai lại chính xác từng chi tiết giùm con. Dạ, chào thủ trưởng. Đồng chí Hoa, cô vô đây, cô ngồi đi. Cô ngồi đây đi. Dạ. Hồi sáng này bên phòng PC1 có điện qua, tôi đang chờ. Cô đến thật đúng lúc. Từ bây giờ, cô thay tôi làm việc với cô May. Dù sao cũng là phụ nữ với nhau, có nhiều việc tế nhị mà chúng tôi không thể làm được. Cô May nè, từ giờ trở đi, nếu có chuyện gì khó cần trao đổi thì cô làm việc với thượng sĩ quan nghe chưa? Thôi, tôi đi đây. Dạ, chào thủ trưởng. À nè, nếu có chuyện gì gấp, cô điện thoại cho tôi, mình sẽ trao đổi nhanh. Cô đừng tự quyết một mình nghe chưa? Dạ. Hy vọng là với tôi chị sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Bây giờ như vậy, tôi muốn trao đổi với chị, có thể gọi là hơi một chút riêng tư. Chị hãy vui lòng kể lại cho tôi biết vì sao chị lại khai báo rằng chị đã bị cưỡng hiếp. Có thể chị thấy khó trả lời, nhưng mà xin chị đừng ngại. Cùng là phụ nữ với nhau, chị yên tâm, tôi sẽ hiểu mà.
Gì vậy? Mấy anh làm gì vậy? Gì mà thấy anh như gặp ma vậy em May? Mấy anh bỏ tôi ra, trễ lắm rồi, tôi còn phải về nhà nữa đó. Sao? Em May nói là trễ lắm rồi kìa tụi bay. Tụi bay thấy thế nào? Về chi? Ở lại chơi tụi anh, rồi mai về nhà ngủ. Ý em May là trễ quá rồi, về nhà không có được tụi mày ơi. Đi với tụi anh đi cho vui. Đi mà. Đi em. Mấy anh buông tôi ra. Không thôi á, tôi la lên á. Anh thương em cả gần năm nay, em không đối hoài thì chớ. Thái độ của em, anh coi bộ không có được rồi đó. Ờ đúng rồi. Mới được đâu. Nhưng tôi không có thương anh. Tao cũng không cần. Thôi mà chiều tụi anh đi em. Nè vô đây nè, cho nó gần nè. Khúc đường này làm gì có ai mà em tính lại cầu cứu chứ. Một khi anh muốn em khó thoát khỏi tay anh đâu. Bắn người ta, bắn người ta, cứu tôi chơi. Bắn người ta, mày là thằng nào? Tao biểu mày buông cô gái ra. Thằng này muốn chết, tụi mày chịu ý nó đi. À, mày ngon. Bắn người ta, cứu người. Nếu là cô, liệu cô có yêu một người đàn ông có bản lãnh như vậy không? Sau đêm đó, tôi và anh ấy yêu nhau. Vậy tên của anh ta là gì? Chuyện đó đâu có liên quan gì tới vụ cướp đâu. Cũng có một chút. Là sao? Tôi không hiểu. Bởi vì lời khai ban đầu của chị là bị bọn cướp cưỡng hiếp. Nhưng mà giờ đây lại là quan hệ với người yêu, buộc chúng tôi phải làm rõ chuyện này. Tôi không hề biết tên. Chúng tôi yêu nhau không quá một tháng. Sau đó anh ấy đi xa. Chính vì tôi không hề biết tên mà chỉ gọi là anh ba, nên tôi đã gìn giữ bao năm trời. Tôi đã trao đời con gái cho một người tôi không hề biết tên, tuổi, địa chỉ hoặc nghề nghiệp. Tôi không dám nói cho bất kỳ một ai biết chuyện này. Chuyện hơi hơi khó tin. Vậy theo chị, tôi có nên tin không? Chuyện này đâu có liên quan gì tới vụ cướp. Tôi muốn nhân cơ hội cho mọi người biết lý do tôi không còn là con gái. Nhưng mà tôi không ngờ công an làm việc quá kỹ. Thôi được rồi, mọi chuyện chị hãy ghi lại trong bản tường trình. Hy vọng là lần này chị nói thật. Tới hôm nay, viết gần 20 bản tường trình rồi. Chị báo với sếp cho tôi về thăm nhà chứ. Tôi đâu phải tội phạm đâu. Chị yên tâm. Khi chúng tôi thu thập xong và cảm thấy lời khai của chị là trùng khớp, chúng tôi sẽ đề xuất đưa chị về ngay lập tức. Chúng tôi có một câu hỏi.
mong cô trả lời thành khẩn, hợp tác. Cô quan hệ thế nào với On? On nào? Nguyễn Văn On, 37 tuổi, quê ở Tam Bình. Trước đây là dược tá viên của xí nghiệp. Mày nên nhớ mối quan hệ của mày với con May chỉ là quan hệ làm ăn thôi. Đừng có để tình cảm xen vào. Làm gì gửi tao bữa trước, bữa sau mày lấy vậy? Em có chuyện gấp mà. Tao trả mày đó nghe. Mày muốn gặp tao đừng có đòi à. Đếm đi, đếm lại có đủ không? Thôi, chỗ anh em quen biết mà. Tin nhau không hết, ở rồi đếm. Em có chút tiền trà nước. Em gửi anh... Thôi đi, mày làm gì có sao được. Anh kỳ quá, cái này là em biếu anh. Chứ đâu có bắt anh ăn cắp ăn trộm gì đâu mà anh sợ. Thôi mà, lấy cho em vui mà. Anh có cái bao hay cái giỏ gì không? Bỏ vô cho nó kín một chút. Mày đợi tao một chút đi. Nè. Cảm ơn anh nha. Em đi nha. Ừ. Ai dám làm phiền Mai vậy? Ủa, là anh Thông hả? Làm em cứ tưởng. Tưởng ai? Thôi quên chuyện đó đi. Anh Sáu cử anh đến để lấy hồ sơ kết quả hả? Đâu có. Anh chỉ nóng lòng muốn tới xem một chút thôi. Thôi đi ông tướng, làm như tôi không biết vậy. Muốn đến đây để tôi nói cho biết trước kết quả chứ gì. Vậy có chưa? Cảm ơn Mai. Chỉ là khám nghiệm sơ bộ. Nạn nhân bị cú đánh bất ngờ ngoài dự tính của tên hung thủ mà thôi. Làm sao Mai biết? Mai cứ như là Sherlock Holmes vậy. Anh nói quá. Em phân tích theo góc độ của pháp y. Nhưng cũng vô ích thôi. Vì nhân chứng đã khai rồi mà. Ủa vậy hả? Mai nè, Mai có thông tin gì khác không? Hiện thì đang khám nghiệm. Nếu có thông tin gì mới tôi sẽ báo cho anh. Hai ngày nữa, được chưa? Mày hứa đó nha. Ừ. Ừ. Ê, tình hình của bộ căng thẳng à nha. Hình như sếp Việt với vợ ổng có vấn đề gì đó không ổn. Tôi cũng nghĩ vậy đó. Nè. Hả? Trời. Có chuyện gì không ổn nha anh sĩ? Làm hết hồn. Hình như sếp Việt với vợ ổng có chuyện gì đó không ổn. Vậy hả? Ừ. Để em qua an ủi anh. Đi đâu vậy? Ủa, ngồi xuống vậy? Đây đi. Đó là chuyện thường ngày ở cơ quan. Ở một thời gian sẽ quen thôi à. Ủa, mà em không đi công tác với anh Thông sao?
Ông Thông kêu em về báo cáo tình hình lại cho sếp. Rồi em báo cáo chưa? Ừ. Em chưa báo cáo hả? Ừ. Tôi lại bà. Đi báo cáo liền đi. Sếp biết, sếp kỷ luật đó. Hả? Em đó nha. Sếp mình là công việc quan trọng hơn hết. Không thôi là em phải qua nhà báo cáo đó. Ừ. Tôi chết em rồi. Đi báo cáo liền đi. Thiệt tình, bây giờ tôi mới hiểu tại sao trong cuộc họp vừa rồi ông Thông không đồng ý để qua đi chung với ổng. Vậy là mình gặp mai rồi. Mẹ, con đi chơi đây. Ừ. Ủa, sao giờ còn chưa đi? Mẹ chưa có phép cho con đi. Chờ má một chút đi. Dạ. Nè. Ít gì mẹ. Mà thôi trễ rồi, con đi nha mẹ. Thưa bà. Con đi đâu vậy? Hả? Dạ, con đi sinh nhật bạn. Sinh nhật? Sinh nhật gì mà từng lễ 6 lần vậy? Bạn bè gì mà đẻ liên tục vậy? Ngày xưa đâu có gì giải trí đâu ba. Phải đẻ nhiều chứ. Thôi con đi nha mẹ, con đi nha ba. Cái thằng càng ngày càng nói không nghe được chút nào. Thì cũng tại ông chứ tại ai. Ai biểu ông khắc khe với nó quá làm chi. Nếu mà không nuông chiều nó thì tôi đâu khắc khe làm gì. Thôi, nói chuyện với ông tôi nói ông lại đâu. Đi vô rửa mặt rồi ra ăn cơm. Còn Sưng đâu? À, nó đi tới nhà bạn chơi rồi. Cầm lon lên. Vô. Vô nè. Hết nha. Anh Công. Để tôi chút nha. Ủa, anh Vinh, làm em cứ tưởng ai. Sao rồi mày? Hôm nay chuẩn bị chưa? Dạ, em có hai chai à. Anh đợi bạn em đến nữa là đủ. Được, tao sẽ cho mày tới 11 giờ. Nếu không đủ á, thì đây là hai chai, rồi cút về. Dạ. Lên xe. Ê, đem tiền lại đây mày. Tao chắc là thắng mày. Mày yên tâm đi, tao chỉnh xe lại rồi. Trận này á, chắc chắn sẽ thắng cho coi. Mày đưa tiền đi. Ừ. Alo, có phải 113 không ạ? Có một cuộc đua xe cách thị trấn về phía nam khoảng 3 km. Dạ. Quyền lực như cũ. Ai tới trước người đó thắng. Ok. Dẫn chiếc xe cô bắp lần trước hả? Vậy thì lần này á, ử khói đi cứng. Tốc độ chẳng là gì, quan trọng là lá gan của anh kìa. Ok. Lần này mình dùng mây làm mồi nhử như vậy liệu có ổn hay không? Cậu giải thích cho cô tham mưu rõ đi. Chúng ta chưa tìm ra được mối quan hệ gì giữa On May và bọn cướp.
Khi thấy mày được thả và những tin tức mà chúng ta đưa ra, chắc chắn là bọn cướp nghi ngờ. Kế hoạch thì ổn, nhưng liệu bọn cướp có bị sập bẫy hay không? Chúng ta có kế hoạch dự phòng. Nhưng theo cậu, như vậy là đã ổn rồi sao? Còn một điều này nữa. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy Linh bị giết tới 2 lần. 2 lần? Vậy nghĩa là sao? Điều đó cho thấy rằng bọn cướp buộc Bảo Vệ Linh phải chết vì 2 lý do. Thứ nhất, Bảo Vệ Linh cũng là cướp. Thứ hai, người của bọn cướp cũng đã từng quen biết với Linh nên nhận ra, buộc lòng phải thủ tiêu. Thì ra là vậy. Nhưng mà theo em thấy, khả năng Linh là cướp thì không thể nào. Bởi vì nếu như Linh là tay trong thì giữ lại mạng anh ta sẽ có ích hơn. Đúng vậy. Chỉ có 2 phương án. Thứ nhất, nếu người quen của Linh trong tổng kho dược phẩm, chắc chắn là Mai cũng sẽ biết. Thứ hai, chỉ có người quen của Linh thì bọn cướp mới rành đường đi trong tổng kho. Tất cả mọi nghi vấn đều đổ dồn vào một người, đó là Mai. Báo cáo đi. Báo cáo, mục tiêu đã ngồi quán cà phê hơn 3 tiếng đồng hồ. Hai cậu có vào trong quán không? Dạ không. Hai cậu phải vào trong quán ngay. Còn mục tiêu gọi đó không? Nhanh lên. Dạ rõ. Dạ anh uống gì? Cho ly cà phê. Dạ. Tính tiền chị đi Kiên ơi. Dạ. Dạ cảm ơn. Tốt, theo dõi mục tiêu. Mình đang bị kẹt không thể tiếp tục được. Khi nào đến địa điểm mới báo cho mình biết. Ok. Má đã nói với con bao nhiêu lần rồi, cái gì con chơi cũng được hết, nhưng mà đừng có đem tính mạng ra đùa giỡn. Tại mẹ không biết, tụi nó coi con không ra gì nên con phải cho tụi nó biết mặt. Hay quá ha, ổng mà nghe được ổng nhốt con bây giờ đó. Bà mẹ. Tưởng tôi không biết chắc. Mày vô tao biểu, vô đây. Ôi, vô ba, đây. Ba. Thôi vô đi, đi ông. Thôi, con nó mới ở công an huyện về mà. Cho nó đi nghỉ đi, có gì thì mai nói. Bà cứ nuôi chiều nó như vậy, làm sao tôi dạy nó được. Tao sẽ cho mày một trận. Sưng, mẹ ơi, lấy con, cho bà cái rồi. Mày vô đây. Thôi mà, mẹ. Ông buông ra. Ông muốn đánh nó phải không? Ông đánh tôi trước đi. Không biết mấy anh kêu tôi khai gì nữa. Anh uống nước đi, rồi bình tĩnh trình bày sự việc. Lẹ lên tụi bay, nhanh lên, nhanh lên đi. Anh tìm ai? Cho tao gặp thằng Sinh. Sinh là gì của anh? Thằng Sinh nó mượn chiếc xe tao đi được 1 tiếng đồng hồ nay rồi, giờ tao không thấy nó đâu á. Mày kêu nó ra đây gặp tao. Anh đi chơi rồi.
Nó đi chơi thì tụi bay tìm nó ra đây gặp tao. Bạn bè của anh tùm lum ở đất Vĩnh Long này, biết đâu mà tìm. Vậy thì tao ngồi đây chờ nó cho tới sáng. Nè anh kia, tụi bay không đi tìm thằng Sinh chứ vậy? Tụi bay không đi tìm thằng Sinh thì tao tự lấy xe tao về. Anh đừng có làm càn, ở đâu cũng có nội quy của nó. Anh muốn lấy xe phải đợi anh Sinh về xác nhận rồi mới lấy. Ở đây đã quen với anh Phùng. Anh Phùng là thủ trưởng trong kho, ở đây thằng nào mà không biết tao. Bây giờ tao đi lấy xe, mày làm gì được tao? Anh mà làm càn tôi bắn á. Nhanh lên, nhanh lên đi tụi bay. Nè, mày ngon mày bắn tao đi. Mày chỉ là một thằng bảo vệ quèn mà đòi bắn tao hả? Ngày mai tao nói với anh Phùng coi mày còn làm bảo vệ được nữa không mày. Anh lại. Anh thông cảm, thằng này là lính mới nên xử sự không đúng với anh. Mày mới vô làm, chuyện gì không biết thì phải hỏi anh em. Muốn làm trời làm đất đòi bắn người ta, anh mà về nói lại với anh Phùng là mày chỉ có nước về quê cặp đất thôi đó. Đi vô trong, mở cửa, để anh lấy xe. Dạ. Anh Xin có dặn, nếu như anh qua lấy xe thì tụi em để cho anh lấy. Lấy xong anh cứ tự nhiên về, đừng làm tụi em khó xử. Anh chấp nhất chi mấy thằng đàn em, tụi nó còn nhỏ. Anh cứ lấy xe về, rồi ngày mai em dẫn nó qua tạ lỗi với anh. Tao không có lấy xe nữa. Thằng nào có ngon bắn thì bắn tao đi. Thôi mà, tụi này biết lỗi rồi mà. Thôi, bỏ qua đi người anh em. Tao nói tụi bay biết, để tao coi cái tâm tao như thế nào. Ngày mai nếu tao buồn hay vui gì, tao sẽ dẫn anh em tao qua nói chuyện với tụi bay. Ủa cha mà nhìn cái gì? Hôm đó tôi say mềm mà, thì sáng ra có chuyện tôi nhớ, có chuyện tôi quên. Theo lời anh kể thì anh đến để tìm chiếc Airblack, nhưng hôm sau không thấy xe. Sao anh không tới cơ quan công an để báo mất? Cái này bay đâu hết rồi? Tụi ngon thì đã đang chơi với tao nè. Sợ tao trốn hết rồi phải không? Có chuyện gì không anh? Ê, cái thằng mà nãy đầu bắn tao đâu rồi? Nó tên gì vậy mày? Anh tìm thằng đó hả? Nó đi về nhà rồi, em cho nó về rồi. Tao hỏi mày nó tên gì? Nó tên Tèo. Anh bỏ qua cho nó đi. Xe kìa, anh cứ lấy về đi. Nhà anh. Tao được rồi. Tao lấy chiếc Airblack này về. Sáng ngày mai á, mày kêu tụi thằng Sinh. Dạ. Em sẽ đạp trả cho thằng Kim. Nhớ nghe mày. Dạ.
Cậu thấy lời khai của Tổng như thế nào? Em cứ suy nghĩ mãi, tại sao chiếc Airblade hơn 60 triệu đồng mà mấy tên cướp lại dễ dàng bỏ qua? Tôi cũng nghĩ như cậu. Qua lời khai của Tòng, tôi nghĩ nhất định là Tòng có liên quan tới bọn cướp. Có phải ý anh nói đến ông Phùng, thủ trưởng của Tòng không? Đúng vậy. Ông Phùng chính là kẻ chủ mưu vụ án. Để tìm việc theo dõi tình hình, có khả năng là ông ta cho Tòng đến để thăm dò tình hình. Dấu hiệu cho mọi việc hoàn tất là Tòng lấy chiếc xe Airblade mang về. Có một vấn đề là tại sao ông Phùng biết Tòng sẽ mang xe của Sinh về? Có thể là Tòng gợi ý cũng không chừng. Dễ vậy đâu, tôi đã báo với công an rồi, anh chạy không có thoát đâu. Alo, tôi bạn nghe đây. Dạ, vừa có một vụ án mạng. Sao? Một vụ vô sát à? Có thật không? Chưa chắc lắm, bên đây đang lấy lời khai. Được rồi, tôi sẽ cử người xuống ngay. Dạ. Alo. Cũng có thể. Có điều tất cả chỉ là giả thuyết. Cái chúng ta cần là chứng cứ kìa. May quá, gặp hai anh ở đây. Có chuyện gì vậy Qua? Có chuyện khẩn cấp. Đi. Báo cáo thủ trưởng, chúng em có mặt. Cô May mới vừa bị bu sát hụt. Cậu tin May bao nhiêu phần trăm? Không tin một chút nào. Thưa đồng nghiệp pháp y, ở đây không có gì cho cô kiểm tra đâu. Mấy anh tránh ra cho tôi làm việc. Các anh để đồ xuống đi. Chúng ta bắt đầu làm việc. Cô có thể nhận dạng được thủ phạm không? Dạ không. Trời tối quá,
em không thấy rõ. Nhưng có điều, theo em phán đoán thì kẻ đột nhập bịt mặt. Phán đoán của cô cũng hay quá chứ. Mấy anh không tin em sao? Nhưng hiện tại, những lời cô nói không thực tế một chút nào cả. Dạ. Tôi thấy trong lời nói của cô có rất nhiều mâu thuẫn. Cô cho tôi hỏi cô một câu. Sao cô lại biết trước được có người muốn giết cô mà cô sang phòng khác? Đã vậy, cô còn giăng bẫy cho kẻ thù nữa. Cái này chỉ là theo cảm tính của phụ nữ thôi. Nếu người phụ nữ nào cũng có cảm tính và thông minh sắp xếp kế hoạch như cô, thì tôi nghĩ là chúng tôi nên về hưu sớm đó. Dạ. Cô nên thành thật cho chúng tôi biết điều cô đang... Hai cậu cho rằng anh Thanh là chủ mưu à? Không chỉ vậy, mà đồng bọn có thể là Tòng và Tư tài xế. Tại sao? Các cậu có thể giải thích tại sao Tòng lại đến tố cáo anh Thanh? Có thể đó là một động tác giả nhằm đánh lạc hướng thôi. Vậy tại sao Tư lại nói đỡ cho Thanh và Tòng trong khi Tòng không có mặt ở đó? Đó mới là mấu chốt của vấn đề. Thôi được rồi, cứ cho là suy đoán của hai cậu là đúng đi. Nhưng tôi cần phải có bằng chứng. Có hướng rồi, tụi em sẽ sớm tìm ra được bằng chứng thôi. Không được, để tôi tìm bằng chứng. Còn cậu có trách nhiệm bảo vệ mày. Tôi cần bằng chứng, càng sớm càng tốt. Báo cáo, xe đối tượng đã xuất hiện. Rõ, chúng ta tiến hành thôi. Xin anh cho xem giấy tờ. Anh ông, anh đã bị bắt. Dẫn nó đi. Đi. Cảm ơn anh. Không có gì. Em đã thực hiện theo kế hoạch của anh rồi. Công an có nghi ngờ gì không? Dạ có, nhưng họ chỉ phỏng đoán. Vậy là tốt rồi. Nhưng em lo quá. Yên tâm đi, không sao đâu. Em cũng mong kế hoạch đúng như lời anh nói. Chỉ cần em làm đúng những gì anh nói, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Không nói nhiều nữa, thôi nha. Bye bye anh. Chào mấy anh. Chị Mây, chúng tôi mời chị về cơ quan để hợp tác điều tra. Chúng tôi đã bắt được kẻ tình nghi muốn giết chị. Mời chị về đồn công an để nhận diện. Mấy anh đợi em tí xíu, em đi thay đồ. Đi nhanh đi. Thế nào, chị Mây? Chắc là chị đã nhận ra người bên kia phòng rồi chứ? Dạ, đúng là anh On. Theo chúng tôi được biết thì trước đây On đã từng làm chung cơ quan với chị. Dạ, lúc trước anh On là cấp trên của em, nhưng ảnh đã bị thủ trưởng cho nghỉ việc rồi.
Vì sao? Dạ vì anh On kê khai khống số thuốc tây rồi đem bán ra thị trường, sự việc bị phát hiện nên ảnh bị buộc phải nghỉ việc ạ. Vậy chị và On có mối quan hệ gì? Lúc trước em đã khai báo rồi mà. Em với anh On chỉ là bạn đơn thuần mà thôi. Tôi thì không nghĩ vậy. Ngày 21 tháng 4 năm 2007, On đến nhà chị mang theo một số tiền trị giá là 50 triệu đồng. Ngày 31 tháng 7 năm 2008, On chuyển 90 triệu đồng vào tài khoản của chị. Và ngày 26 tháng 8 năm 2009, chị có nhận sợi dây chuyền và chiếc nhẫn trị giá 95 triệu đồng từ On. Chị với On chỉ là bạn thông thường. Vậy mà cứ theo định kỳ hàng năm, On lại mang tiền và món quà giá trị đến cho chị. Có được một người bạn như vậy, tôi cũng mong lắm. Dạ, em... Em nói thật mà. Hôm đó em ở nhà, em không có đi đâu hết trơn á. Anh có chắc chắn không? Dạ thiệt mà. Anh không có nhân chứng chứng minh anh ở nhà. Em ở nhà có mình à, lấy ai đâu ra làm chứng cho em. Anh nói tối hôm đó anh đã xem TV ở nhà. Vậy anh có thể cho chúng tôi biết chương trình TV có những gì không? Em coi nhiều lắm. Em coi bữa đó nó có cái phim Hàn Quốc tên là... Là gì? Ngôi Nhà Màu Hồng. Với lại em coi chương trình thời sự. Với lại ba cái ca nhạc linh tinh nè. Theo những gì anh khai, anh và cô May là bạn làm ăn. Vậy hai người có mối quan hệ làm ăn như thế nào? Tụi em làm thuốc thì tụi em kinh doanh thuốc chứ làm gì giờ. Theo lời của cô May vừa khai thì anh và cổ có tuồn thuốc của tổng công ty ra ngoài bán kiếm lời. Trời ơi, nói vậy là quan cho em lắm. Thuận mua vừa bán thôi hà. Em là dân thu mua thì ai bán thì em mua. Anh còn chối nữa hả? Anh nên thành thật khai báo đi. Hôm đó TV không chiếu Ngôi Nhà Màu Hồng. Chắc em nhầm đó. Hôm đó có chiếu phim Việt Nam. Đúng rồi. Tôi nghĩ anh nên thành thật thì tốt hơn. Thật sự thì hôm đó em có tới nhà cô May, nhưng mà em thề với mấy anh á là em không có vô nhà. Vậy thì tại sao có dấu vải của anh trên cửa sổ? Em có tới trước cửa nhà cô May, nhưng mà em không có vô. Rồi cái thình lình có người đánh em bất tỉnh nhân sự. Khi mà em tỉnh ra thì trời đã sáng. Em mới thấy mình nằm ở mép ruộng. Đồ đạc thì không mất gì hết. Em không hiểu làm sao, cho nên em định về nhà cô May để mà em tìm rõ sự việc. Về tới cái gặp mấy anh cái em sợ quá, cái em chuồn về nhà luôn. Anh giỡn mặt với tôi hả? Dạ đâu có. Theo lời khai của cô May, khác với anh, người bỏ chạy tối hôm đó có dốc dáng giống anh. Cô ta nói bậy đó. Giữa anh và cô ta ai nói bậy thì chúng tôi sẽ xác minh lại. Nhưng cô ta đưa ra lý do rất hợp lý. Dạ em chào sếp ạ. Cậu ngồi đi. Dạ. Dạ thưa sếp, sếp gọi em có chuyện gì ạ? Để em rót nước sếp uống nha. Cậu hãy giải thích cho tôi biết số hóa đơn này là sao. Đây là hóa đơn giao hàng cho mấy nhà thuốc mà. Cậu hãy giải thích cho tôi biết tại sao số lượng thuốc kháng sinh trong hóa đơn lại vượt quá nhu cầu của nhà thuốc. Có chuyện đó nữa à? Chính cậu đã ký phiếu đề xuất cho thủ kho. Nếu không thì ai dám xuất chứ. Chắc em nhầm. Dạ thưa sếp, em xin nhận khuyết điểm ạ. Sự nhầm lẫn này
Cậu thừa biết mà. Ký hàng chục phiếu xuất kho. Tôi nghĩ cậu bỏ túi đâu có ít. Tôi nghĩ cậu đã kiếm đủ rồi đó. Cho nên tôi nghĩ cậu không cần phải làm việc ở đây nữa. Trước số lượng quá lớn, cho nên cô đã nổi lòng tham. Ngoài cô ra, On đóng vai trò gì trong vụ cướp? Dạ, người tiêu thụ. Cô chắc không? Cô chắc không? Dạ, em có chuyện này muốn nói, nhưng mà em sợ... Lại còn chuyện gì nữa đây? Thì cái chuyện em bị cưỡng hiếp đó mà. Ủa? Không phải là chuyện này lần trước cô đã kể rồi sao? Sau khi chúng cướp hết thuốc, còn quay lại hăm dọa em nữa. Ủa? Anh Việt? Anh về nào vậy? Anh mới về. Kết quả sao rồi anh Việt? Chúng ta phán đoán sai lầm. Tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chắc lần này xong vụ án, em phải đến xin lỗi anh Thanh. Trong công tác điều tra, chúng ta không được phép sơ suất bất cứ một chi tiết nào, dù là nhỏ nhất. Các cậu đừng vì việc đó mà nản lòng. Còn việc xin lỗi anh Thanh, để tôi trực tiếp làm cho. Còn việc hỏi cùng hai nghi phạm thế nào rồi? Dạ, hai bên quanh co, đổ thừa lẫn nhau. May cứ khăng khăng nói là mình bị cưỡng hiếp. Em nghĩ tâm lý của cô May này không bình thường. Được rồi, để em thẩm vấn cô May. Ừ, cũng được. Ê, ăn gì vậy? Cơm hộp, ăn không? Tôi làm việc với Mai thông qua Quang. Anh biết gì về Quang? Chỉ biết được cái tên, còn ngoài ra không biết gì hết. Dạ, anh Non hả? Em là Quang. Chào cậu. Dạ, chào anh. Anh thấy ảnh thế nào? Liệu có lo được không? Thôi được rồi, nếu đó là điều kiện mà làm cho em chấp nhận. Chào anh em về. Yeah. Anh không biết người ta mà anh dám làm ăn với họ à? Em nghĩ cái đó đâu có quan trọng đâu, tại vì đã có cô May bảo lãnh rồi. Anh với May làm ăn bao nhiêu lần rồi? Đâu khoảng chục lần gì đó, em cũng không nhớ chính xác nữa. Hôm xảy ra vụ án, May đã nói anh là một trong những tên tội phạm đó. Cô ta vu oan cho tôi đó. Trời ơi, tôi thiệt tình chỉ dám móc nói lấy thuốc đem bán kiếm tiền thì dám, chứ còn làm ba chuyện động trời đó sao dám. Thôi được rồi, anh có thể trở về phòng đi. Dạ. Câu chuyện chị dựng lên rất hay, nhưng trong biên bản pháp y ghi rõ chị không hề bị xâm phạm, vậy tình tiết chị dựng lên là hoàn toàn không có thật. Nếu anh không tin em thì em không còn chuyện gì để nói. Vì những lời khai của cô khiến công an chúng tôi vất vả rất nhiều. Cô có hiểu chống người thi hành công vụ là tội nặng, càng nặng hơn không? Dạ, em đã thành thật khai báo hết rồi, tại mấy anh không chịu tin thôi. Cô ông đã khai hết rồi. Cô có quan hệ như thế nào với Quang? Quang nào? Quang là ai? Cô không nhận ra người này à? Cô tưởng qua mặt được chúng tôi à? Quang chính là người cô dẫn vào tổng kho, và Quang chính là người trung gian giữa cô và ông.
anh đừng có nghe On nói. Hắn thèm muốn em lâu rồi, nhưng không được. Thì Du Quan cho em đó. Vậy sao? Chuyện này á, chúng tôi không khó để kiểm tra đâu. Tốt nhất á, cô nên thành thật khai báo. Làm gì mà mày hẹn chú ra đây vậy? Tình hình có vẻ không ổn rồi. Sao mày nói kế hoạch của mày hoàn hảo lắm mà? Cuộc đời luôn luôn bất ngờ mà chú. Nói như mày là quệ trất, cũng may là tao có kế hoạch dự phòng. Ủa kế gì chú? Vượt biên. Chú, cái này hay đó chú. Nhưng không dễ đâu con. Tao đang liên lạc với mấy tàu đánh cá, nhưng không ai dám nhận. Theo cháu biết, đường dây vượt biên đều có tổ chức hết. Muốn đi không phải khơi khơi là được đâu. Cái đó tao không lo, mà tao chỉ lo tụi công an nó làm gắt quá, tụi kia nó không dám nhận. Chú yên tâm đi, để tìm được tên Quang thì công an chắc cũng mất mấy tháng. Tại sao? Dạ, nó chết rồi. Chết chứ tay mày phải không? Ai biểu nó giành vợ con chi? Một tháng là đủ để ta chuẩn bị kế hoạch vượt biên rồi. Thôi, mình đi. Đi chú. Thằng ông nó giấu vàng ở đâu vậy ta? Chắc nó mang vàng theo, bị công an hốt hết rồi. Thằng ông nó không ngu tới mức như vậy đâu. Nó không ngu như vậy thì nó cũng không để vàng ở nhà. Mày nói có lý. Chắc nó đã gửi vàng cho ai rồi. Ê, nè, rút thôi mày, rút thôi. Đi đi, nhanh lên. Cô xuống phòng nhân sự lấy hồ sơ của anh Quang lên đây cho tôi nha. Dạ. Anh Quang là người như thế nào hả chú? Quang là người rất dễ gần. Tuy đôi lúc anh ta nịnh nọt quá đáng. Vậy còn trong công việc? Anh ta còn rất lơ mơ về nghề của mình. Nhưng bù lại, anh ta là một người rất là siêng năng, năng nổ. Nên dần dần anh ta cũng thạo việc thôi. Trong công ty anh ta hoàn toàn được tin tưởng hả chú? Ừ. Dạ đây thưa chú. À, cảm ơn cô. Dạ. Còn bao lâu nữa mới tới? Cách 2 cây số nữa mới tới. Không biết thông tin của Tốt cung cấp có chính xác không nữa.
Như vậy mới cần chúng ta xác minh. Biết là vậy, nhưng em thấy có gì đó không ổn. Sao lại không ổn? Chúng ta đâu dễ dàng tìm ra được nơi ở của Quang. Và lại, em thấy không giống cách như hắn bày mưu cho May gạt anh em công an mình. Đã xuống tới đây rồi thì làm cho tới luôn. Đó, bắn đi. Hai đứa chơi một lúc rồi vô tắm rửa sửa soạn cơm đó nha. Dạ. Dạ. Còn ông nữa, ông chỉ biết lo tụi nhỏ không à. Ông không lo nhìn lại mình coi làm sao. Tôi làm sao? Thì ông đi ngoài đồng nãy giờ vô tắm chưa? Tôi quên mất. Đi vô bà tắm cho con. Hai cậu tìm ai? Bác cho cháu hỏi anh Quang có đây không à? Tìm con tôi có chuyện gì? Dạ, anh Quang đang bị tình nghi liên quan tới vụ án cướp tổng kho dược phẩm. Ý cậu nói là cái vụ cướp gây xôn xao dư luận mấy hôm nay đó hả? Dạ. Hai chú nói là con tôi xưa nay hiền lành, không đi ăn giật ăn cướp gì của ai hết á. Mà hôm nay sao nghe làm chuyện động trời dữ vậy chứ? Bà cứ hay bên nó. Cái thằng đó tôi đã bỏ nó rồi. Nó đã đi biển biệt mấy năm nay mà. Tôi với bà nó cũng không thèm thăm. Cả hai đứa nhỏ nó cũng bỏ đi, không hề đếm xỉa tới. Anh đã không bao lâu về nhà rồi hả bác? Tôi cũng không nhớ nữa. Cũng hơn 3 năm rồi. 3 năm? Mà anh không có liên lạc gì sao? Trời ơi, nó đi quậy quọ như mấy thằng giang hồ. Nó đâu cần biết gia đình này nữa. Đây là số điện thoại của con. Nếu như anh Quang có liên lạc gì á thì bác cứ gọi điện cho con. Chào bác. Bác chào anh. Mời anh ngồi. Đây anh. Anh làm ơn sưu tra giùm mối quan hệ của người này. Từ tấm hình này anh có thể tìm được người này không? Dạ được. Anh Việt, chúng ta phải lần tìm ra tên Quang giả, nếu không thì phiền phức lắm. Đúng vậy. Anh nghĩ tên này không đơn giản, dám dùng cái tên giả để gây án. Vậy là kế hoạch cướp đã được hắn sắp xếp từ trước. Vậy thì còn tên Quang thiệt ở đâu? Chắc là nít giữ nhiều đấy. Chúng ta có quá ít thông tin về bọn cướp, mà thủ đoạn của bọn cướp thì quá tinh vi. Anh nghĩ không hẳn như vậy đâu. Trong vụ án này có quá nhiều tình tiết trùng hợp khiến chúng ta bị lạc hướng. Nhưng anh cảm giác là mình đã đi đúng hướng. Anh Việt, anh Thông, tìm được hồ sơ của tên Lâm rồi. Quang tên thật là Đoàn Văn Lâm, cha là Đoàn Văn Tình, hiện đang sống ở Cái Nhâm. Hay quá, chúng ta đã có được thông tin của tên Lâm rồi. Ừ.
bên công an tỉnh có động tĩnh gì không? Có chứ. Tôi theo lời anh đậu xe cả ngày trước sở công an, nhưng có thấy gì mới đâu. Vậy còn buổi tối thì sao? Anh nghĩ sao vậy? Tôi chạy ông đa ôm cao lắm từ 8 đến 10 tiếng một ngày. Giờ tôi làm cho anh, anh bắt tôi làm đêm là sao? Tiền thì bèo bọt. Tôi đâu có ép anh đâu. Ừ, ngày hôm kia tôi có thấy một chiếc xe Jeep chạy ra ngoài. Vậy anh biết họ đi đâu không? Làm sao mà biết, ông đi hỏi tụi nó đó. Alo, tôi Bằng nghe đây. Anh Sáu, đã tìm được tên Quang rồi. Bây giờ xin chờ chỉ thị của anh. Vậy à? Các đồng chí cứ đợi đó. 30 phút nữa tôi có mặt đi. Dạ. Ông lại đi nữa hả? Vụ án có manh mối mới bà. Trời khuya lạnh lắm, ông ra ngoài nhớ mang theo cái áo gió nha. Được rồi, bà làm cho tôi là con nít vậy. Ông thì hễ có án là quên hết mọi chuyện à. Thôi, ông xuống nhà rửa mặt đi, rồi tôi soạn đồ cho. Tuân lệnh thủ trưởng. Chào cậu. Cậu kiếm ai? Chú là Đoàn Văn Tình. Dạ đúng rồi. Lâm có nhà không chú? Nó đi không có nhà. Công an tình nghi Lâm là một trong những tên cướp trong vụ cướp tổng kho dược phẩm. Làm gì có chuyện đó. Chú có quyền không tin, nhưng có người xác nhận là khi xảy ra vụ án, Lâm là một trong những người có mặt tại hiện trường. Vậy là các anh đi tìm nó chứ tìm tôi làm gì? Chú, cháu có thể kiểm tra quanh nhà được không? Nó không coi nhà, tìm nó cũng vô ích thôi. Thôi được, nếu mà Lâm về, chú phải trình báo cho chính quyền biết. Được rồi, tôi đồng ý. Cho chúng tôi kiểm tra. Dạ. Thank you.
Xuân ơi Xuân. Xuân. Dạ. Dạ. Con ra trước coi có ai mà chó sủa rần vậy con. Dạ. Dạ, hai anh ngồi chơi. Má ơi, hai anh bên cơ quan tới tìm. Dạ, chào chị Sáu. Hai chú tới kiếm ổng hả? Dạ, tụi em về cơ quan tìm mà không thấy ảnh. Gọi điện thì ảnh lại tắt máy. À, hồi chiều nay á, ổng có về nhà thay đồ. Rồi ổng nói với tôi á, là ổng đi dự thôi nôi. Con của ai á, tôi quên mất rồi. Để tôi hỏi con Xuân coi. À, chị nói là ảnh đi dự tiệc thôi nôi hả chị? Ừ, đúng rồi. Xuân ơi, hồi chiều ba nói là đi dự tiệc thôi nôi, con của ai đó con? Chết cha, nhà Minh. Là sao anh? Trời ơi, con của anh chứ ai. Anh mời mấy ảnh qua ăn thôi nôi, rồi sẵn nhậu luôn. Thiệt tình. Chị Sáu, à, xin phép chị em về gấp. Chắc giờ này á mấy ảnh có mặt đầy đủ nhà em rồi. Dạ, thôi chào, chào chị. Chào em. Tụi nhỏ này ngộ ghê á. Đó, má thấy chưa, đâu có riêng gì ba đâu. Mấy ông bên cơ quan ai cũng vậy hết á. Qua mời tiệc mà còn quên, muốn chi là chuyện khác. Xuân nè, mai mốt mà đám cưới gả con á, rồi ba con á, ổng đi luôn, xong rồi ổng quên về. Chúng ta lại tiếp tục. Trời ơi, hai người quần tôi cả đêm rồi, phải cho tôi ngủ chứ. Chừng nào anh chưa khai hết sự thật thì chưa thể đi ngủ. Mời chú Tư vào. Chú Tư, chú nhận ra người này là ai không? Đúng rồi, tôi gặp anh này hôm bữa cướp tổng kho đây mà. Trời ơi chú Tư, con là quan nè, không nhận ra con hả? Xí nghiệp biết bao nhiêu công nhân, làm sao mà tôi nhớ tên chú được. Con cảm ơn chú đã hợp tác. Ủa, kêu tôi vô tới đây để nhìn mặt vậy là xong sao? Dạ, chỉ vậy thôi. Cảm ơn chú. À, tôi nhớ ra rồi. Hôm bữa cướp tổng kho, có một người có râu ở trong kho thuốc với con May. Dạ, chú về nha. Cảm ơn chú. Không có gì. Toàn bộ người trong công ty đều bị cướp khống chế, riêng chỉ có một mình anh được tự do thoải mái đi lại. Là sao? Dạ. Thôi, hôm nay lấy lời khai tới đây thôi, ngày mai lấy tiếp. Mai, có gì mới chưa? Những giỏ thuốc mà sĩ đem về khá giống với giỏ thuốc lấy được từ trên người tên Lâm. Kết quả này chính thức chưa? Anh chờ em một chút, em sẽ kiểm tra lần cuối rồi đưa kết luận này cho anh ha. Anh Thông, anh Tiến đem sườn xe này tới, anh nói có thể liên quan tới vụ án vì anh tìm thấy nó sau giường nhà của ngoại tên Lâm. Anh à. Dạ. Anh có thể chụp hình chiếc sườn xe này lại cho tôi không? Dạ được anh. Alo, tốt hả? Em kêu Tổng lên gấp, cần xác định một vật. Ừ. Cảm ơn Mai. Anh có nhận ra hộp thuốc này không? Chứ không phải là hộp thuốc anh lấy từ trên người của tôi hay sao? Không phải. Anh nhìn kỹ đi,
Trên hộp thuốc này có dính một ít đất, chứng tỏ là nó không nằm trên người của anh. Vậy là sao? Chúng tôi tìm được nó trong vườn nhà ông ngoại anh. Đâu có gì đâu lạ. Tôi mang thuốc về cho ngoại tôi uống thì vỏ thuốc nằm trong vườn nhà ông ngoại tôi. Đúng vậy. Nhưng khám xét từ vườn nhà ông ngoại của anh, chúng tôi đã tìm thấy được một chứng cứ rất quan trọng. Tốt, dẫn anh ta vào đây. Ủa Quang, sao mày lại ở đây vậy? Anh ta tên Lâm chứ không phải tên Quang như mọi người tưởng đâu. Ủa vậy là sao? Chuyện này sẽ nói sao? Nè, anh có nhận ra sườn xe này không? Đúng rồi, chiếc xe này là của tôi. Ở đêm đó tôi đem đến tổng kho. Mà sao bây giờ nó như vậy? Cái đó anh phải hỏi Quang. À quên, Lâm, nếu anh không xác nhận được thì tôi nhờ ông ngoại anh xác nhận giùm. Ông là Đoàn Văn Chức. Đúng. Mọi người thường gọi già là Ba Chức. Lâm là con cháu thế nào với ông? Nó muốn gọi già bằng ông nội hay là ông ngoại gì cũng được. Ủa? Thằng Tình nó không phải là con ruột của già. Già nhận nuôi nó từ nhỏ lớn lên. Nó gian díu với con gái của già. Già hết cách. Phải chấp nhận cho tụi nó lấy nhau. Con của hai đứa. Nó muốn gọi già bằng ông nội hay ông ngoại gì cũng được. Thôi, ông ra ngoài làm thủ tục với lính của con đi. Già nghỉ rồi. Tới từng tuổi này mà nó chưa bị ngồi tù. Giờ già chỉ muốn nó ngồi tù một lần để nó biết cảm giác như thế nào. Dạ đúng rồi. Chúng tôi là công an tỉnh, mời anh về hợp tác điều tra. Tôi bị tội gì? Anh về sở công an rồi sẽ biết. Chào đồng chí, tôi đến đây theo lệnh của thủ trưởng đơn vị. Tôi đã nghe cấp dưới báo cáo rồi. Xin anh cho tôi biết trường hợp của Trần Hữu Lộc. Lộc do người quen gửi qua ở đây. Tôi thấy bản tính hiền, đáng tin cậy, nên tôi giao cho Lộc giữ chức vụ coi kho vũ khí của trường. Vậy tại sao anh ta lại nghỉ việc ở đây à? Vì bản tính hiền, cả tin, nên anh ta thường cho học viên mượn súng, quá hạn không trả. Mà đồng chí biết đó, thời buổi này mà thanh niên có súng trong tay thường hay làm ẩu lắm. Vậy là trường hợp đó đã từng xảy ra? Đúng, là vụ việc hai khẩu súng mà học viên đổ thừa lẫn nhau, không ai chịu trách nhiệm, gây ra vụ ẩu đả lớn. Sau khi dẹp vụ ẩu đả thì hai khẩu súng không cánh mà bay. Chúng tôi đã nhờ bên an ninh quân đội điều tra nhưng kết quả không được gì, nên tôi buộc cho Lộc thôi việc. Đó là loại súng gì ạ? K-54 và AK-47. Cảm ơn anh đã cung cấp thông tin. Chào anh. À, cảm ơn. Lời khai của Lộc
về hai khẩu súng là sự thật. Mình đi. Cán bộ, cho tôi xin điếu thuốc. Tôi không hút thuốc. Anh khai đi. Khai gì? Những thành viên còn lại trong băng cướp. Tôi đã khai rồi mà. Anh đã khai mang. Chúng tôi đã thẩm tra lại, bọn họ không có liên quan đến vụ cướp. Tôi chỉ biết có Lộc thôi, còn bọn còn lại do Lộc gọi về. Lộc cũng không liên quan tới vụ cướp, ngoại trừ cho anh mượn hai khẩu súng thôi. Vô mày. Lần này mày định lấy bao nhiêu thuốc? Dạ ít thôi. Lần trước lấy nhiều quá, mấy tay dược sĩ nó nghi ngờ. Ít quá làm sao đủ sở hụi. Mày yên tâm đi, đợt hàng này nhiều lắm. Xong xuôi là mày có thể bao em Út thoải mái. Nghe nói mày có hai khẩu súng phải không? Sao mày biết? Hôm trước mày xỉn á, mày khoe với tao đó. Có chuyện đó sao? Mày còn nói với tao á là mày lấy súng đó ở đâu nữa. Ở đâu? Ở trường đảng. Mày biết được bao nhiêu? Đủ để mày ở tù. Mày tính uy hiếp tao hả? Bậy nè. Tao tính mượn súng của mày vài ngày thôi. Làm vậy nguy hiểm lắm. Lỡ người ta biết thì sao? Bởi vậy mày không biết chuyện. Súng của mày á, nếu như người khác sử dụng, coi như mày vô can. Còn chuyện mày biển lận súng ống ở đó, thật ra người ta không ai biết hết. Mày chắc không? Mày yên tâm đi, có khi nào tao nói sai đâu. Sao súng không có đạn mày? Lúc tao lấy về thì nó không có đạn rồi. Mày lấy cho tao cái vỏ hay cái gì chứ cái này xách không được. Mày đợi tao chút xíu, tao đi lấy.
Anh có muốn tôi dẫn Lộc qua đối chất với anh không? Anh im lặng như vậy không giải quyết được cho anh đâu, mà làm cho tội anh nặng hơn nữa đó. Anh suy nghĩ kỹ đi. Hôm tổ chức đánh cướp, tụi tôi có tất cả 7 người. Tôi là người được cài vào trong để thăm dò. Ngoài tôi còn 4 đứa em của tôi, là Đoàn Ngọc Thới, Đoàn Ngọc Cường, Đoàn Ngọc Tuấn và Đoàn Ngọc Khôi, và 2 cậu út của tôi là Đoàn Văn Việt, tức Út, và Đoàn Văn Lộc. Anh ơi, anh cho em hỏi có bà chủ ở đây không anh? Cô cần gì, xin làm phải không? Dạ, em có nghe bà con giới thiệu, nói ở đây làm lương không nhiều, nhưng được cái là bao ăn bao ở, tiền dư cũng kha khá. Em tới em lai vậy? Anh Việt, sao mình không lấy lệnh bắt? Không được. Làm như vậy, bọn kia biết sẽ lặn sâu. Nếu tóm ở đây, khác nào như đưa lệnh. Tất nhiên là không bắt ở đây. Chúng ta cứ tiếp cận, đến khi chín mùi thì bụp êm. Em có một thắc mắc nhỏ. Gì nữa đây chú em? Tại sao mình bắt tên Thế này trước? Chú không biết thiệt hay chơi vậy? Hiện tại hắn là gần nhất. Nếu không bắt hắn thì bắt ai đây? Anh. Thế kìa. Nhanh đi, bàn số 3. Dạ. Ăn bận kiểu gì vậy má? Hay giùm tôi bộ đồ tôi mát coi, càng mát càng tốt. Không, mày lấy đồ cho nó mượn. Hay lẹ đi. Biết rồi. Làm đâu chưa? Sao mà lú quá vậy? Ráng chiều khách thì còn dành dụm được chút đỉnh. Mà cũng phải kẹo nài từng đồng, chứ không đám khách vô quán này thường hay xù bo lắm. Chị, sao không thấy ông bà chủ quán ở đây vậy chị? Chỉ có chủ quán, nó đâu sâu trong ruộng, 2-3 ngày mới ghé qua thu tiền. Em cũng coi chừng đó, ít đứa nào vô đây mà nó không ăn thịt. Thằng chó má đó chị cũng mưa đó. Thôi nhanh nhanh đi. Còn đứa dài nè. Nhanh đi, khách phàn nàn là trừ lương đó. Vô nha. Vô nha. Vô. Cho 100 nha. 100 nha. Dạ. Đợi lâu lắm rồi đó nghe. Anh đợi chút. Hàng mới nha anh. Em ngồi đây chăm sóc cho anh ngon lành coi. Mấy anh chơi vui vẻ nha. Bye. Cảm ơn chú em nha. Em tên gì vậy? Dạ em tên là Bông. Bông xanh, bông trắng, rồi lại vàng bông lại đây em.
Ủ với anh cái nha. Uống đi em. Nâng ly, nâng ly. Rồi, vô đi, vô đi. Dạ, mời em. Dạ, mời các anh. Vô, dạ. Đúng anh miếng coi. Giật tay. À đó, phải vậy không? Cho nó miếng coi. Anh thích thôi. Đây muốn đây. Dơ. Dơ. Thở lên. Thở lên. Dơ. Dơ. Dẻ lên. Mới uống nhiều sao nó phải xỉn nha. Sao ế quá vậy mày? Mắc gì dạo này ế thiệt. Coi vậy cũng đỡ hơn mấy quán khác. Mày coi giờ la, tuyển thêm mấy đứa gà tơ mới lớn, ham đua đòi, xả xui cái coi. Thôi cha nội, thay cho tôi. Nói vậy cũng bắn tin rồi. Có hàng á, đám thằng Cường hiếp nó gửi tới liền. Cho cái bia qua tum số 8. Ê, ở đâu ra vậy mày? Mới sáng nay tớ mời tới xin việc. Còn mùi phèn dữ lắm. Cũng đã. Phèn cái đầu của mày. Thời bây giờ mỏ đâu ra? Ê, sợ muối gì chưa? Chưa. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đây nè. Anh sang ký hợp đồng làm việc với em chưa? Em đưa chứng minh nhân dân đây, để em làm hợp đồng cho. Thật ra thì em không có tính bỏ quê đâu. Nhỏ em bà con của em nó làm mất chứng minh nhân dân, cho nên em gửi nó đi làm. Không về sau này cha mẹ em bệnh nặng quá, em xoay sở không nổi, nên em
mới phải đi tìm việc. Cũng khó ha. Tạm trú tạm vắng ở đây gắt gao lắm. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 25 tuổi. Chồng con gì chưa? Trời đất, gia đình em nghèo quá, ai mà dám thương chứ. Đúng là mấy thằng đàn ông con trai, nó mù mới không thấy em đẹp và hiền như vậy. Thôi được rồi, như vậy đi, em cứ làm ở đây, nhưng tuyệt đối đừng đi ra ngoài. Ừ. Để một thời gian làm có tiền rồi hắn hay. Ừ. Em đi tắm rửa đi, rồi nghỉ ngơi nữa. Dạ. Mấy ngày nay lo chạy giấy tờ cho mấy trường hợp giống như em, cái lưng nó đau quá. Em tắm rửa xong đấm lưng cho anh chút ha. Khá lắm, tụi này đã chậm một bước rồi. Đây là bộ hồ sơ của tất cả những người có tên là Ngọc Long. Thưa thầy, có ai tên Đoàn Ngọc Long không thầy? Ở đây không có ai tên là Đoàn Ngọc Long đâu. Tại anh yêu cầu những người có tên là Ngọc Long nên tôi mới đưa hồ sơ cho anh. Các anh bắt làm người rồi, tôi có ăn cướp bao giờ? Anh nói láo. Em nói thiệt mà, cán bộ không tin em sao? Được rồi, đến bây giờ anh vẫn ngoan cố hả? Tôi sẽ dẫn anh đối chất với Quang. Anh Quang đã bị bắt rồi sao? Em đã điều tra tên Đoàn Ngọc Long, anh ta không có tên trong danh sách trường cao đẳng. Còn Ngọc Tuấn? Cũng không, không hề có tên này. Em nghĩ tên Lâm đã lừa gạt chúng ta. Còn Thông, khẩu cung của Ngọc Thế thế nào? Tên này nó ngoan cố lắm, phải sắp xếp cuộc gặp với tên Lâm thôi. Vậy thì cứ làm đi. Dạ. Còn Diệt và Sĩ chừng nào về? Dạ, theo tình hình thì anh Diệt và Sĩ có khoảng 3 ngày nữa mới về. Sao lâu vậy? Thông tin về Úc và Lộc khá mù tịch, thậm chí địa điểm gặp Lâm cũng không cố định. Theo thông tin, Úc và Lộc đã từng vượt biên nhưng mà không thành. Hiện hai cả đó đang sống ngoài vòng pháp luật. Vụ án ngày một rối rắm hơn. Cậu cho gọi Việt và Sĩ về. Dạ. Hợp tác khai thác tên Lâm và tên Thới. Dạ. Mình chờ ai vậy cán bộ? Sao lâu quá cán bộ? Lát nữa rồi sẽ biết. Chào anh. Dạ chào anh. Xin lỗi phải để anh đợi, nhưng tôi cần trao đổi một chút với trưởng trại. Dạ. Sao lại là anh nữa?
Tôi dẫn một người anh em của anh đến gặp anh nè. Mời anh ta vào. Dạ. Mày đã bị bắt, sao còn khai tao ra? Cái đó là do mày không cẩn thận. Tao nghĩ người như mày đâu dễ gì bị bắt đâu. Mày nói hay quá. Mày nói kế hoạch mày hoàn hảo lắm mà. Cuối cùng là như vậy đó. Cũng tại mày nói mày dùng nhiều tên. Nào là Ngọc Tuấn, nào là Ngọc Long. Cuối cùng chẳng được tích sự gì. Hai người nói chuyện xong chưa? Bây giờ khai toàn bộ sự thật cho tôi nghe đi. Sự thật gì cán bộ? Tôi đã lường trước tình huống này rồi. Mời ông ta vào. Dạ. Tụi bay làm cái gì vậy? Tại sao không biết ăn năn hối lỗi? Hay là muốn tao tức chết đi? Xin lỗi em nha. Để em đoán nha. Có phải anh mới ở phòng họp ra đây đúng không? Em đoán hay thiệt. Dạ xin lỗi anh dùng gì? À, cho anh ly cà phê đá. Dạ. Anh làm gì mà em không biết? Em chờ anh lâu chưa? Không biết có lâu không nữa. Mà anh kia cho em một ly nước cam nữa đi. Được rồi. Em gái, có chuyện gì mà gọi anh gấp vậy? Em nhớ anh. Em muốn gặp anh không được hả? Thiệt đó. Lâu rồi không được gặp anh. Em nhớ anh ghê. Thật ra anh có nhận tin nhắn của em, nhưng mà anh bận công việc, không trả lời tin của em được. Anh coi công việc quan trọng hơn em hả? Thôi. À, còn chuyện học hành của em, có ngoan hay không hả? Anh á, cứ làm như em là học sinh tiểu học á. Em lớn lắm rồi đó nha. Đối với bằng học của em á thì em lớn thật rồi, nhưng đối với anh á thì không lớn được đâu. Vậy chứ anh, bộ anh lớn lắm rồi hả? Có mỗi công việc làm cho người ta hiểu và thông cảm cho công việc của mình thôi mà anh cũng không làm được nữa. Như vậy đâu gọi là người lớn. Em không thể hiểu được đâu. Sao em lại không hiểu chứ? Em hiểu anh. À không, em hiểu công việc của anh. Em còn hiểu luôn tại sao chị ấy. Em gái, em không được nhắc chuyện đó nữa. Em gái? Em không là em gái của anh đâu. Chứ em muốn làm em trai của anh hả? Thôi, mình về đi. Anh còn công việc của anh nữa. Nhanh vậy sao? Nè, em hiểu công việc của anh, không được ý kiến. Mình về thôi. Công việc của anh em hiểu lắm mà. Về thôi. There are none, or they are so narrow that a bottleneck occurs. The result is a chaotic scramble for survival. Em đã có sơ đồ phác thảo căn nhà này rồi. Bố trí sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Nè, khi hành động, nhớ dặn tất cả anh em hết sức cẩn thận. Bọn tội phạm có trang bị vũ trang khá mạnh. Dạ. Dạ, em biết rồi. Tất cả về vị trí. Các anh em vào vị trí chưa? Dạ rồi. Đoàn Văn Hồng, Đoàn Văn Quang. Hai anh chúng đầu hàng đi. Hiểu hưởng sự quan tâm của pháp luật. Tôi nhắc lại, Đoàn Văn Hồng, Đoàn Văn Quang. Hai anh buông súng đầu hàng đi để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Đoàn Văn Hồng, Đoàn Văn Quang. Tốt, bắn im trệ cho tôi. Dạ rồi. Xác được mục tiêu. Anh cẩn thận đó. Biết rồi. Khi nào anh ra lệnh, tất cả nổ súng đồng loạt. Để anh tranh thủ đột nhập vào. Dạ rõ. Tất cả sẵn sàng chưa? Hành động, hành động. Bắn yên trợ. Bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống. Tới ngã ba này, mày với tao tách ra. Chuyện gì hả Nốc? Tao thấy tình hình không ổn rồi. Thằng Lâm, Hồng, Thới, Quang không thấy tin tức gì. Tụi nó chắc chắn xảy ra chuyện gì không ổn rồi. Cho nên tao với mày phải chia ra hành động. 10 ngày sau mới gặp mặt tại đây. Tao có thằng bạn, thằng đó nó khá thân thiết với tụi Việt Biên. Nếu 10 ngày sau anh em mình không gặp nhau thì sao? Thời gian chờ đợi là 2 ngày. Nếu sau 2 ngày mà mày không gặp tao thì mày phải xuôi ghe lên thành phố tìm chỗ nào đó mà lánh nạn. Còn nếu như tao không gặp mày thì tao ra nước ngoài trước. Anh em mình quyết định vậy đi. Nè, tuyệt đối mày không được thăm dò tin tức mấy đứa cháu nghe chưa? Tao nghĩ tụi công an đã giăng bẫy khắp mọi nơi rồi đó. Tôi là Sang chứ không phải là Út. Ở nhà tôi thứ bảy.
Mời anh ta về để hợp tác điều tra. Mời anh về công an hợp tác với chúng tôi để điều tra. Đoàn Văn Quốc. Thì ra là vậy à. Anh là con trai út của ông Chức, cũng là tên cướp cuối cùng trong băng nhóm. Dạ, dạ phải à. Vậy anh có biết Đoàn Văn Việt, Từ Út Đoàn và Đoàn Văn Lộc ở đâu không? Dạ, dạ không. Vậy thì khi nào Út Đoàn và Lộc liên lạc với anh? Dạ, em không biết. Cái gì anh không biết, còn cái gì biết? Hả? Dạ, thật ra từ sau vụ cướp đó, em không muốn liên lạc với bọn người mang rợ đó nữa. Tại sao? Cả gia đình đều bị bọn chúng giết, thật là mất hết nhân tính. Sau khi biết sự việc xảy ra, tôi mới cãi lộn với anh Út một trận, rồi mới tách khỏi băng. Theo như anh nói là anh không còn liên hệ gì với những thành viên còn lại trong băng nhóm. Dạ có, em thường xuyên liên lạc với mấy thằng cháu, đặc biệt là thằng Thới. Nó là cảnh giới, ở gần mấy anh nhất. Nhưng tại sao anh biết khi chúng tôi tìm anh thì anh lại xin phép nghỉ ở phòng nông nghiệp chứ? Em có liên lạc với thằng Thới, nhưng liên lạc hoài mà không có được. Lúc đó em biết là thằng Thới đã bị tóm rồi. Em phải nhanh chóng rời khỏi nếu không muốn bị bắt. Nhưng cũng không thoát khỏi tay mấy anh. Dạ, em không biết anh Lộc đang ở đâu, nhưng em biết là có một người biết. Mời chị ngồi. Dạ. Chị là Thắm à? Chị có bà con hay người quen ở đây không? Nếu như chị không có người thân bảo lãnh thì chúng tôi không dám duyệt hồ sơ để trả chị về lại với xã hội. Dạ, em không có bà con thân thích ở đây, nhưng mà em có chồng. Có chồng? Dạ. Sao tôi thấy hồ sơ của chị ghi là độc thân mà? Dạ, thiệt mà anh. Tuy chưa có làm giấy kết hôn, nhưng em với ảnh đã ăn ở như vợ chồng rồi. Vậy à? Chị nói tôi nghe thử, chồng chị tên gì? Dạ, chồng em tên là Đoàn Văn Lộc. Quê ở Vĩnh Long. Hiện ảnh đang nội trú bên Cần Thơ. Ảnh nói với em là khi nào mà ra trại thì báo cho anh tiếng. Lúc đó anh sẽ lại, ảnh đón em và ảnh sẽ đưa em xuống An Giang. Hai đứa em sẽ làm lại từ đầu. Vậy à? Qua thẩm tra thì trường hợp của chị chỉ cần người thân đến bảo lãnh thì chị có thể về. Thật hả anh? Ừ. Nhưng làm sao để nhắn với anh Lộc đến bảo lãnh chị về? Dạ, có thằng xe ôm ở bến xe, nó có cách liên lạc với ảnh. Ừ. Dạ, mời anh vào phòng này. Cảm ơn em. Mời anh ngồi. Dạ. Anh là... Tôi là Trần Quốc Thành, chồng của cô Thắm. Ủa, kỳ vậy? Sao chị Thắm nói chồng của chị là Đoàn Văn Lộc mà?
Đâu phải. Tôi là Trần Quốc Thạnh. Chắc cô Thắm lộn rồi đó. Vậy à? Để tôi gọi chị lên. Cho chị Thắm vào đi. Chị Thắm, sao chị nói chồng của chị là Đoàn Văn Lộc, mà bây giờ có người là Trần Quốc Thạnh xưng là chồng của chị? Anh Lộc, Lộc thì anh xưng là Lộc, làm gì anh xưng tên anh kỳ vậy? Chị Thắm có phải là vợ anh không? Anh nói họ tên mình đi, rồi đón em về. Dạ phải. Theo đúng thủ tục, thì chỉ có anh Đoàn Văn Lộc là chồng của chị Thắm mới làm giấy cam kết bảo lãnh chị Thắm ra được. Còn anh không phải tên Lộc thì chúng tôi khó mà... Dạ, tên thật tôi là Đoàn Văn Lộc. Anh Đoàn Văn Lộc, anh đã bị bắt vì tội cướp tổng kho dược phẩm. Anh Lộc. Anh ơi, anh tha giùm ảnh đi anh ơi. Anh đem ảnh ra đi anh. Tôi xin mấy anh mà. Anh ơi làm ơn, nhưng mà làm ơn làm phước đi. Muốn tìm Út Râu, nó chỉ có trong quán nhậu đó thôi. Làm sao để nhận ra Út Râu? Ủa, mấy anh đi bắt Út Râu mà không biết nhận dạng nó ra sao hả? Thằng em của đối tượng con đang truy bắt cho biết là cô hẹn với một người tên Út Râu rồi. Còn nhận dạng Út Râu ra sao thì cô không có biết. Chàng ơi, vậy sao bay không nói sớm? Mà không sao, nó dễ nhận dạng ra lắm. Nó có râu dưới cằm, nó cao lớn. Dạ. Thôi vô đây. Út Râu, mày vẫn khỏe hả? Dạ khỏe ông ba. Ừ. Út Râu, giơ tay lên. Chuyện gì vậy ông ba? Út Râu, mày chạy đến đâu vậy? Mày chạy đến đâu vậy? Lần này để sống Út Đoàn thì làm sao có thể bắt được hắn để kết thúc chuyên án. Em xin lỗi vì em quá bất cẩn. Cũng may là chúng ta bắt được tên Út Râu. Có khai thác được gì tin tức của Út Đoàn từ Út Râu không? Út Râu không tham gia vào vụ cướp này nên cũng chẳng biết gì nhiều. Tôi không nói về vụ cướp. Út Râu nói Út Đoàn có đến tìm y, nhờ tìm giúp người chuyên tổ chức vượt biên. Tên này có ý định ghê thật. Út Râu còn nói gì nữa không? Út Râu có cho một cái tên của một gã chuyên tổ chức đưa người vượt biên. Ai? A Lý. Hơn 2 ngày rồi mà không thấy bóng dáng ai hết. Chúng ta đón lỏng ở đây. Tôi dự đoán thế nào nó cũng trốn bằng đường sông. Kiên nhẫn một chút. Có thể là hắn. Anh ơi, tắp ghe vô đó cho tôi. Sát vô, sát vô. Anh ơi. Dạ à. Chào anh. Anh ơi, tôi muốn thuê ghe của anh 3 ngày. Anh tính đi đâu anh? Chở hàng thẳng về Bến Tre. Anh định đi về Bến Tre hả?
Để tôi tính coi. Khoảng bao nhiêu anh? Khoảng cỡ 1.8 triệu, ăn uống anh lo hết ha. Thôi được rồi, tôi bằng lòng, tôi trả anh 2 triệu luôn. Về anh ứng tiền tôi đi mua dầu. Được. Tiền đây. Cảm ơn anh trước nha. Chuẩn bị tấn công. Đối tượng đang tìm cách chạy thoát. Tất cả hành động. Úc Đoàn, anh đã bị bắt. Hãy ngồi yên đó. Anh đã bị bao vây. Lên bờ, nhanh đi. Nhanh đi, nhanh. Má ơi, gạo à. Nhanh lên má. Đi. Tấn công, không chỉ nhanh lên. Đấu đầu nữa. Lớn, đón đầu đó. Nhanh lên. Ông vô. Nhanh, nhanh lên. Nhanh, nhanh vô. Nhanh lên. Khoeo. Nhanh lên. Nhanh lên, đứng lại. Bỏ xuống chuông, sang chuông. Đứng lại. Quanh cổ vô ích thôi. Các đồng chí, cho xe cứu thương gấp. Xuống, quỳ chỗ đó.